Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm cái video clip để hướng dẫn các bạn một số câu tiếng Anh dùng để đi siêu thị, đi mua đồ ở cửa hàng, vân vân. Cái mục đích mà mình làm cái video clip này là để giúp cho các bạn đang ở nước ngoài mà không có thời gian để đi học tiếng Anh. Đầu tiên thì mình sẽ nói cái câu đó và một số tình huống mà các bạn gặp phải bằng tiếng Việt. Sau đó thì mình sẽ nói cái câu đó bằng tiếng Anh ở cái tốc độ bình thường. Sau đó nữa thì mình sẽ nói cái câu đó rất là từ từ để cho các bạn dễ nghe và dễ hình dung nha. Đầu tiên khi mà các bạn vào cửa hàng rồi đó thì các bạn thường hỏi cái người bán hàng là tôi muốn tìm mua một cái gì đó. Thì cái gì đó các bạn có thể thay bằng cái vật mà các bạn muốn mua. Thì trong tiếng Anh, người ta sẽ nói là Excuse me, I am looking for. Thì cái chữ excuse me có nghĩa là xin lỗi. Khi mà mình muốn nhờ ai giúp cho mình làm một cái gì đó, thì mình thường nói là excuse me. Sau đó thì mình sẽ nói cái mong muốn của mình. Mình sẽ nói lại câu đó nha. Excuse me. Excuse me. Excuse me. I am looking for. Ví dụ như là trái táo đi, các bạn đang tìm táo. Thì các bạn có thể nói là Excuse me. I am looking for apples. Excuse me. I am looking for apples. Excuse me, I'm looking for apples. Hoặc là các bạn cũng có thể nói là xin lỗi, bạn có bán cái gì đó không? Đó, thì các bạn có thể hỏi là Excuse me, do you sell cái gì đó? Đó, ví dụ như các bạn muốn mua trái táo đi, thì các bạn sẽ hỏi là Excuse me, do you sell apples? Excuse me, do you sell apples? Khi mà các bạn vào cửa hàng mua quần áo đó, thì khi mà các bạn thử đồ rồi mà các bạn muốn biết là có cái size nhỏ hơn cho mình hay là không, thì các bạn có thể hỏi nhân viên ở đó là xin lỗi, bạn có bán cái loại nhỏ hơn hay là không? Thì các bạn có thể hỏi là Excuse me, do you have a smaller size? Excuse me, do you have, rồi các bạn, have a smaller size, smaller size, smaller size. Excuse me, do you have a smaller size? Xin lỗi, bạn có cái loại nhỏ hơn hay không? Hoặc là các bạn đang đi trong siêu thị, các bạn muốn tìm một cái gì đó mà các bạn tìm mãi không thấy. Các bạn có thể hỏi cái nhân viên ở trong đó là bạn có thể chỉ cho tôi cái gì đó ở đâu không? Thì cái câu đó sẽ nói là Could you tell me where cái gì đó are? Ví dụ như là bạn đang tìm táo đi, thì bạn sẽ hỏi họ là Could you tell me? Could you tell me where apples are? Could you tell me where apples are? Đó, thường cái chữ where thì trong tiếng Anh của người Mỹ họ sẽ nói là where. Họ sẽ cong lưỡi lên. Nhưng mà đối với các bạn nào mà mới học tiếng Anh, các bạn không rành đó, thì các bạn không cần cong lưỡi đâu nha. Tại vì cong lưỡi hay là không cong lưỡi thì người ta vẫn hiểu thôi. Nhưng mà khi mà các bạn cong lưỡi bị sai thì có thể là người ta không có hiểu. Cho nên tốt nhất, nếu mà tiếng Anh của bạn chưa được tốt thì các bạn cũng không cần cong lưỡi nha. Mình sẽ nói lại câu này. Could you tell me where apples are? Nếu mà bạn đang tìm táo, Could you tell me where apples are? Yeah. Tiếp theo,
Đôi lúc các bạn cũng cần hỏi nhân viên một cái gì đó, thì các bạn có thể hỏi họ là bạn có phải là nhân viên ở đây không? Thì cái câu đó sẽ nói là Do you work here? Do you work here? Work là làm. Do you work here? Bạn có phải làm ở đây không? Thì cũng giống như là bạn có phải là nhân viên ở đây không? Cái chữ work có thể khó đọc đối với một số bạn mới học tiếng Anh nha. Thì cái chữ này đọc một cách đơn giản là work, work, xong rồi work, work, here. Do you work here? Do you work here? Hoặc là do you work here? Vậy là người ta đủ hiểu rồi nha. Rồi, các bạn có thể hỏi là bạn có thể giúp tôi hay là không? Đó, thì bạn sẽ hỏi là Could you help me? Could you help? Trong cái câu này thì cái chữ khó đọc nhất là help. Thì các bạn đọc giống như chữ con heo, help. Xong rồi bặm môi lại. Help me. Could you help me? Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ nói là bạn có thể cho tôi hỏi không? Could I ask you something? Could I ask you something? Đó. Could I ask you something? Cái chữ ask nó hơi khó đọc đối với một số bạn mới học tiếng Anh. Ask. Thì các bạn có thể không có đọc ở cuối cái chữ đó. Could I ask you something? Could I ask you something? Đó, đó là cái cách mà các bạn bỏ cái chữ K. Khi mà từng chữ ráp lại thành một câu thì các bạn sẽ nói là Could I ask you something? Nhưng mà các bạn có thể nói một cách rời ra là Could I ask you something? Như vậy là người ta đã đủ hiểu rồi nha. Tiếp theo, khi mà người ta đưa ra cho bạn một số món đồ để cho các bạn chọn thì các bạn sẽ nói là tôi sẽ lấy cái đó. Đó. Thì mình sẽ nói là I'll take it. I'll take it. Cái chữ I will thì mình sẽ nói là I'll cho nó nhanh nha. I'll. Như là cái I'll á, I'll take it. Take là lấy. It. I'll take it. Ngược lại, các bạn có thể nói là đó không phải cái mà tôi muốn mua. Thì sẽ nói là It's not what I want. Is not what I want. Is not what I want. Đó là cách nói rời ra. Khi mà các bạn nói một cách nhuần nhuyễn rồi á, thì tự động các bạn sẽ nói âm thôi. Các bạn cũng không cần lo về cái việc đó. Các bạn có thể nói là It's not what I want. Nhưng mà nói rời ra, nói chậm chậm từ từ. It's not what I want. Đó không phải cái mà tôi muốn mua. Lưu ý là các bạn nên nói từ từ trước. Khi mà các bạn nói cái câu đó chán rồi thì tự động các bạn sẽ nói âm và nói nhanh và nói hay hơn. Đó, cho nên điều quan trọng là các bạn nói thật là chậm ở cái lúc đầu. It's not what I want. Tiếp theo, các bạn có thể hỏi người ta cái này bao nhiêu tiền? Đó, thì cái câu mà hỏi cái này bao nhiêu tiền sẽ hỏi là How much is this? Cái này bao nhiêu tiền? How much is this? How much is this? Tiếp theo, khi mà các bạn mua đồ á, thì các bạn thử vào, sau đó thì các bạn thấy không vừa, các bạn có thể nói với lại nhân viên là cái này không có vừa với tôi, thì các bạn sẽ nói là It doesn't fit me. It doesn't fit me. Cái chữ doesn't, da dần dần nha. It doesn't fit me. Và tôi không thích nó. Đó. Thì các bạn sẽ nói là I don't like it. Don't like it. I don't. Phải có chữ t, don't. I don't like it.
I don't like it. Hoặc là các bạn có thể nói là I don't like it. Không cần nói âm cũng được nha. Đó, như hồi nãy mà mình nói đó, khi mà các bạn nói giỏi rồi thì các bạn mới có thể nói âm, nói câu lại với nhau. Nếu mà các bạn mới học mà các bạn cố gắng nói âm mà không có được á thì người ta nghe người ta sẽ khó hiểu. Cho nên các bạn nên nói rất là từ từ, chậm chậm cho người ta hiểu nha. Rồi ok, khi mà các bạn đi shop mua quần áo thì các bạn có thể nói với lại nhân viên đó là cỡ của tôi là bao nhiêu đó. Thì các bạn có thể nói là I am size gì đó, rồi size M hoặc size L. Thì các bạn có thể nói là I am size L, là tôi cỡ lớn. I am size M, tôi cỡ nhỏ, cỡ vừa nha. Tiếp theo, khi mà các bạn đi shopping thì các bạn cũng có gặp cái trường hợp là muốn mua cái màu khác của cái loại này, thì các bạn có thể hỏi là bạn có cái này mà màu khác hay là không. Thì cấu trúc câu của tiếng Anh sẽ là Do you have this in another color? Do you have this in another color? Mình nói chậm lại nha. Do you have, cái chữ have nha, have, have. Do you have this in another color? Color, chữ cờ, cờ đó, color. Do you have this in another colors? Và trong shop thì thường các bạn có thể hỏi là tôi muốn mặc thử cái áo hoặc là cái quần này ở đâu, thì các bạn sẽ hỏi là Where can I try this on? 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 Tiếp theo, khi mà các bạn chuẩn bị đi tính tiền rồi đó, thì các bạn có thể nói với nhân viên là ồ, đây là những thứ mà tôi cần cho hôm nay rồi, tôi không có muốn mua gì nữa hết. Đó. Thì cái câu đó là That's all for today. That's all for today. Today. That's all for today. Tiếp theo, thì bạn cũng có thể hỏi người ta là quầy tính tiền ở đâu? Thì các bạn sẽ hỏi là Where is the checkout? Where is the checkout? Where is the checkout? Rồi, tiếp theo, các bạn có thể hỏi người ta là tôi có thể lấy hóa đơn hay là không? Bạn có thể nói là Could I have the receipt please? Could I have the receipt? Receipt chứ không phải là receipt nha. Receipt là hóa đơn. Could I have the receipt please? Could I have the receipt please?